Chào tất cả các bạn. Hôm nay Tieng Lao tieng Viet sẽ giới thiệu cùng các bạn video về cách sử dụng từ cứ trong tiếng Việt. Sờ bài đi, vườn thì hạt hang thăng lái. Mưa ni, channel Tieng Lao tieng Viet. Cho năm xưa nữa, đem vườn video kiểu cấp cả năm say. Khăm bà cứ ngay ta xã Việt. Video này sẽ nêu lên 2 đến 3 ví dụ về 6 nghĩa của từ cứ, tổng cộng là 15 ví dụ. Video nàyจะยก 2-3 ตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายของคำว่ากือรวมเป็น15ตัวอย่าง Chúng ta xem các ví dụ sau đây. พวกเขามาเบิ่งบรรดาตัวอย่างดังต่อไปนี้ Nghĩa thứ nhất, biểu thị ý nghĩa tiếp diễn của hành động, tính chất, trạng thái. ความหมายที่หนึ่งแสดงความหมายต่อเนื่องของการกระทำคุณลักษณะสภาวะแปลว่าจิตลามีแต่วิยูถือยัดตัวอย่างที่หนึ่ง Trời cứ mưa suốt. Trời là pha, cứมีแต่mưa là phổn. Trời mưa là phổn tốc, suốt là tạ lọt. Trời cứ mưa suốt, phổn mi tè tốc tạ lọt. Trời cứ mưa suốt, phổn mi tè tốc tạ lọt. Ví dụ thứ hai, tôi giảng thi sống. Bà ấy cứ kêu đau đầu. Bà ấy là bà năn, lưu bà lao, nên thì họ vẽ bên bà năn. Cứ là mi tè, kêu là ho, là chùm, trong trường hợp này là chùm. Đau là chết, đầu là húa, đau đầu là chết húa. Bà ấy cứ kêu đau đầu, bà năn mi tè chùm chết húa. Bà ấy cứ kêu đau đầu, bà năn mi tè chùm chết húa. Nghĩa thứ hai, biểu thị ý dứt khoát, bất chấp điều kiện gì. ความหมายที่สองแสดงความหมายเด็ดขาดบ่สนเงื่อนไขใดหมดใส่กับความหมายกงกันขามกับเวียกอื่นแปลว่ายิดลายังคง Ví dụ thứ nhất,ตัวอย่างที่หนึ่ง Bom cứ ném, đoàn xe cứ tiến. Bom là bợt, cứ thứ nhất này là lột, ném là thìm, đoàn là khả buôn, xe là lột. Cứ thứ hai này là cứ là nhăng không, tiến mình đơn nạ. Bom cứ ném, đoàn xe cứ tiến, thìm là bợt lột, khả buôn lột, nhăng không đơn nạ. Bom cứ ném, đoàn xe cứ tiến, thìm là bợt lột, khả buôn lột, nhăng không đơn nạ. Ví dụ thứ hai, tôi giảng thi sống. Dù có phải hy sinh, cũng cứ làm. Dù, phải mà thấn và có phải là cha tòng. Hy sinh là xía xa lạ, cũng là có cứ là nhân không, làm là hết. Dù có phải hy sinh, cũng cứ làm. Thứng và cha tỏng xía xa lát, có nhân không hết. Dù có phải hy sinh, cũng cứ làm. Thứng và cha tỏng xía xa lát, có nhân không hết. Ví dụ thứ ba, tôi giảng thi sám. Dù thế nào cũng cứ đi. Dù thế nào là thấn chẳng đây có tam, cũng là cò, cứ là nhắn không, đi là phay. Dù thế nào cũng cứ đi, thấn chẳng đây có tam, có nhắn không phay. Dù thế nào cũng cứ đi, thấn chẳng đây có tam, có nhắn không phay. Nghĩa thứ ba, biểu thị ý mềm lên, sai khiến, thúc giục. Khoam mái thi sám, sẽ đen khoam mái khăm sằng, sằng say, khiểu linh, bé vào, dịch là, á lạ, lốt. Ví dụ thứ nhất, tôi giảng thi nừng. Anh cứ nói, đừng sợ. Anh là ai hoặc là cháu, trong trường hợp liên dịch là cháu. Cứ là hả là lốt, nói là vong, đừng là sự gia hoặc là gia sụ, sợ là gian. Anh cứ nói, đừng sợ. Cháu hả là vào lốt, gia sụ gian. Anh cứ nói, đừng sợ. Cháu hả là vào lốt, gia sụ gian. Ví dụ thứ hai, tôi giảng thi sớm. Anh cứ đến là có người đón. Anh là cháu hoặc là ai, trường hợp này dịch là cháu. Cứ là hả là lốt, đến là ma, là men, có là mi, người, khốn đón là hấp. Anh cứ đến là có người đón. Cháu há là ma lột, mèn mi khôn hạp. Anh cứ đến là có người đón. Cháu há là ma lột, mèn mi khôn hạp. Ví dụ thứ ba, tôi giảng thi sám. Xin cứ tự nhiên như ở nhà. Xin là khó hoặc là sơn. Cứ là lốt, tự nhiên là tam sa bai, như là cứ, ở là dù, nhà là hương. Xin cứ tự nhiên như ở nhà, sơn tam sa bai, cứ dù hương lốt. Xin cứ tự nhiên như ở nhà, sơn tam sa bai, cứ dù hương lốt. Nghĩa thứ tư, dùng sóng đối với là hoặc thì ở sau nó. Có mái thì xì, xảy cuộc khu cấp là tứ thì dù kháng láng măn. Te và dịch là và te. Ví dụ thứ nhất, tôi giảng thi nừng. Anh ấy cứ làm là hỏng. Anh ấy và ải năn hoặc là lao, trong trường hợp này dịch là ải năn. Cứ là va tè, làm là hết, là mèn, hỏng là phế. Anh ấy cứ làm là hỏng, ải năn và tè hết, mèn phế. Anh ấy cứ làm là hỏng, ải năn và tè hết, mèn phế. Ví dụ thứ hai, tôi giảng thi sớm. Cứ chủ nhật là được nghỉ. Cứ là và tè, chủ nhật là văn thịt hoặc là văn á thịt. Đấy mình dịch văn thịt. Là men, được là đẩy, nghỉ là phạt. Cứ chủ nhật là được nghỉ. Và tè văn thịt, men đẩy phạt. cứ chủ nhật là được nghỉ, và tè văn thịt men đẩy phạt. Ví dụ thứ 3. Tôi giang thứ 3. Cứ đa này thì chẳng mấy chốc mà giàu. Cứ và tè, đa là thuồng tha, nay là ni, thi là men, chẳng mấy chốc là bò po khao, mà là co, là cá hoặc là co. Trong trường hợp này mình dịch là co. Giàu là hằng hoặc là lúi, trường hợp này mình dịch là lúi. Cứ đa này thì chẳng mấy chốc mà giàu. Và tè thuồng tha ni, men bò po khao, co lúi. Cứ đa này thì chẳng mấy chốc mà giàu. Và tè thuồng tha ni, men bò po khao, co lúi. Nghĩa thứ 5. Nhấn mạnh cho tính tư đặt sau nó. Con mái thi hạ, nền nắp hãy không quân nam thì vang kháng lãng manh. Pe và dịch là lột ni tè. Ví dụ thứ nhất, tôi giang thi nừng. Giường hái tầng cứ san sát nhau. Giường là tiếng, hái là xóm, tầng là sẵn. Giường hái tầng là tiếng xóm sẵn. Cứ là lột mi tè. San sát là tách biệt, nhau là căn. Giường hái tầng cứ san sát nhau. Tiếng xóm sẵn, lột mi tè, tách biệt căn. Giường hái tầng cứ san sát nhau. Tiếng xóm sẵn, lột mi tè, tách biệt căn. Ví dụ thứ 2, tôi giang thi xóm. Mặt người nào người nấy cứ tươi như hoa. Mặt là nả, người là khốn hoặc là phủ, đây dịch là phủ. Nào là nấy, người nào là phủ đấy. Nấy là năn, người nấy là phủ năn. Cứ là lột mi tè, tưới là sốt hoặc là sốt sấy, trường hợp này dịch sốt sấy. Như là khứ hoặc là phán, trường hợp này mình dịch là phán. Hóa là đọt mây. Mặt người nào người nấy cứ tươi như hoa. Nà phủ đây phủ năn, lột mi tè, sốt sấy, phán, đọt mây. Mặt người nào người nấy cứ tươi như hoa. Nà phủ đấy, phủ năn, lột mi tè, sốt sấy, phan, đỏ máy. Nghĩa thứ 6 là khẩu ngữ, là từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái khẳng định, bất chấp điều kiện khách quan như thế nào. Hôm mai thì hốt và xáo vào. Bên sắp sẽ đen khom mái nền nắp tùm. Kiều cấp hụp lạc dương nhân. Bò xuân thứng ngườn kháy pha vạ vĩ sáy. Bên nêu đáy. Pé ba dịch là vị lẽ. Ví dụ thứ nhất. Nó nói cứ như thật. Nó là mắn, nói là vào. Cứ là vị lẽ. Như là khứ. Là thẻ. Như thật là cứ thẻ hoặc là cứ mèn thẻ. Nó nói cứ như thật. Măn vào cứ mèn thẻ nị lẽ. Nó nói cứ như thật. Măn vào cứ mèn thẻ nị lẽ. Ví dụ thứ 2, tôi giang thi số. Nó làm cứ như không. Nó là măn. Làm là hết, cứ là nị lẽ, như là khứ, không là bò. Như không trong trường hợp này dịch là khứ bò đầy. Hết, đó, bạn. Nó làm cứ như không. Măn hết, khứ bò đầy hết, nị lẽ. Nó làm cứ như không. Măn hết, khứ bò đầy hết, nị lẽ. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Tiếng Lào, Tiếng Việt. Các bạn đừng quên nhớ chuông để được nhận mọi thông báo khi chúng tôi có ra video mới. Khóc chay một vườn thuộc tục khôn thì đẩy sẵn áp thân ôn mà đôi tỏ lót. Bốc than nhớ lương, bốt cả đinh, vừa chạy đại hạp càng chàng tươn mở hôm video mày. Khó khóc chay, xin cảm ơn. Khó khóc chay. Phương chư subscribe, sẵn áp thân ôn channel nè đứa.